cả quý khán giả, Kim Hoàng hiện đang có mặt tại chánh điện của ngôi chùa Trúc Lâm. Là một ngôi chùa không phải là xa lạ gì với khán giả của Việt Phay TV. Tuy nhiên trong cái khuôn viên ngày hôm nay, Kim Hoàng và Thượng tọa Thích Tâm Minh đang có mặt là một cái khuôn viên mới hoàn toàn, cũng trên mảnh đất của ngôi chùa Trúc Lâm mà Kim Hoàng đã từng gửi đến cho quý vị khán giả một phóng sự đặc biệt về ngôi chùa cách đây rất là nhiều năm. Và ngày hôm nay như quý vị cũng thấy, sau nhiều năm cố gắng gặp rất nhiều khó khăn, Thượng tọa Thích Tâm Minh cũng đã hoàn thành được cái ước nguyện của mình là tạo nên một ngôi chùa Trúc Lâm khang trang hơn để cho quý Phật tử có một nơi vân tập về mỗi khi có lễ cũng như vào mỗi dịp cuối tuần. Nơi đây là nơi sinh hoạt của rất là nhiều người, và để hiểu được những cái khó khăn gì mà chùa Trúc Lâm cũng như Hòa Thượng Thích Tâm Minh đã trải qua trong thời gian qua, thì Kim Hoàng xin mời quý khán giả hãy lắng nghe phần phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào Thầy. A Di Đà Phật, kính chào Kim Hoàng và xin chào tất cả khán thính giả của đài Việt Phay TV. Vâng, thưa Thầy, con được biết là ngôi chùa của chúng ta lên kế hoạch xây dựng nó cũng rất là lâu. Nhưng mà khi bắt tay vào xây dựng thì cái tiến độ nó hoàn thành thì khá nhanh hơn so với những cái ngôi chùa khác. Thì không biết là Thầy có hài lòng với những cái thành quả mà mình đang có được hiện nay hay không, thưa Thầy? Phật, thật là có những cái mà trên đời nó không ngờ. Thầy cũng không nghĩ rằng mình nhanh như vậy. Thầy chỉ nghĩ rằng mình chỉ khả năng đúc được một cái nền là để đó cho không biết đến bao giờ mới xong. Nhưng mà quả thật là do tam bảo sắp đặt, cho nên ngôi chùa nó nhanh. Mà thầy cũng tưởng tượng được là một năm rưỡi khi khởi sự đào mỏng cho đến khi hoàn tất là giấy final là một năm sáu tháng là hết mọi chuyện. Và hôm nay thì với cái khả năng và cái sức lực của mình mà làm được như thế này là thầy cũng vừa lòng. Với nhà Phật thì như vậy sao thầy cũng được hết, mà như vậy thì thầy cũng mãn nguyện rồi. Có nghĩa là cái gánh nặng và lo nghĩ về cái ngôi chùa làm sao để kiến tạo cái cơ ngơi cho Phật tử, cho tới ngày hôm nay khi thầy trò chúng ta đang trò chuyện là coi như là đã hoàn mãn rồi, phải không thầy? Dạ đúng là như vậy, nó hoàn mãn. Thì về mặt xây dựng thì hoàn mãn, nhưng mà về mặt tài chính thì nó cũng hoàn mãn. Là vì không ai mà làm việc mà không thiếu thốn và không nợ nần. Tuy nhiên thì chuyện gì thầy cũng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết. Là vì trước đây thầy một bàn tay trắng từ vượt biên đến đây không có một cái nhà, mà từ có được ba cái nhà rồi xây ra một cái chùa, thì như vậy mình cũng đòi hỏi gì thêm. Cái này là do cái công đức của Phật tử mà tạo thành. Thầy chỉ là cái người đứng ra để mà tạo cái tâm nguyện của họ để cho họ có chỗ tu tập thôi. Dạ thưa thầy, cái điểm gì mà có thể nói là thầy hài lòng nhất trong cái kiến trúc của cái ngôi chùa Trúc Lâm hiện đang có, cũng như cái điểm nào mà thầy nghĩ sau khi hoàn thành rồi thì thầy lại không cảm thấy hài lòng? Nói đến không hài lòng thì thầy còn những cái ưu tư là ngôi chùa xây thì rất là hài lòng với khả năng của mình. Nhưng mà cái không hài lòng là vì xây rồi thầy để lại cho ai là người tiếp tục để duy trì cái Phật pháp này. Đó là cái mà thầy lo. Đó là một cái bâng khuâng và một cái lo nghĩ, có nghĩa là nó sau khi mà đã có ngôi chùa rồi thì tìm một người kế tục kế vị thầy không phải là dễ dàng ở đất Úc này, phải không thưa thầy? Cái ngôi chùa, cái thiết kế của ngôi chùa Trúc Lâm này ở trên đất Úc ta thấy nó hơi khác biệt so với những cái ngôi chùa khác. Thì không biết là cái ý tưởng khi mà thầy thiết kế ngôi chùa này, thầy đã lấy ý tưởng từ đâu thưa thầy? Tất cả mọi cái tổng thể cho đến cả chi tiết á, là từ thì trong đầu của thầy nghĩ ra cách sao thì thầy nói kiến trúc sư nó vẽ vậy. Nó vẽ xong rồi đến khi ông builder ông xây thì ông muốn, thầy cũng chỉ cho ông cái cách nào thầy muốn, thầy cứ chỉ một việc tại sao thầy muốn như vậy. Từ vấn đề tổng thể mô hình cho đến những cái chi tiết trang trí thờ tự, cho đến cả Phật tượng, cho đến là tất cả bàn ghế, cửa nẻo, tất cả mọi cái mẫu mã đó do thầy tự đặt ra, và thầy nói người thờ phải làm theo ý thầy là như vậy.
tổng thể về cái kiến trúc sư, ý con hỏi đây là những cái chi tiết, là bởi vì khi xây dựng một ngôi chùa hoặc một ngôi nhà ở nước Úc, nó cũng đều phải tùy thuộc vào vấn đề hội đồng thành phố nữa. Thì con không biết là mình có gặp khó khăn gì hay không, tại vì mình có những cái ý tưởng riêng của mình, thì nó không đáp ứng theo đúng luật lệ của nhà nước đưa ra. Có một vài chi tiết mà mình muốn, nhưng mà luật của hội đồng thành phố nó họ không cho, cho nên thầy cũng có tùy thuận theo họ để mình làm. Ngôi chùa này nó sau khi nó tâm nguyện của thầy nó đã hoàn mạng, công đức của Phật tử cũng đã được hoàn mạng, nhưng mà cái sự duy trì tiếp tục trong tương lai, như thầy đã từng nói với các Phật tử, mà nói không phải là nói chơi mà nói rất là thật. Ai đi tu, đi xuất gia, thầy hướng dẫn, dạy dỗ, huấn luyện xong thì thầy giao chùa. Đó là cái tâm nguyện của thầy mà không tìm ai ra được. Mình làm vì Tam Bảo, một lòng là vì Phật Pháp thôi, cho mình cũng cầu danh cầu lợi chi hết. Thì đương nhiên Phật Pháp lo chuyện đó, cho nên đôi khi thầy suy nghĩ rằng đúng như khi nãy cái Hoàng nói, cái duyên chưa tới thì mình không có, một ngày nào đó nó sẽ có, Đức Phật sẽ sắp đặt chuyện đó cho mình, cho mình cũng muốn cũng không có, đó là cưỡng cầu, mình muốn nó không được. Nhiều khi qua cái chương trình ngày hôm nay, rất là nhiều khán giả, rất là nhiều Phật tử theo dõi, thì đó cũng là một cái nhịp cầu để mà đưa đến cái duyên cho thầy ngày hôm nay. Bởi vì nếu mà thầy không nói ra thì không một người Phật tử nào, không một người khán giả nào có thể biết được những cái khắc khoải của thầy. Và ngày hôm nay thầy đã chia sẻ thì con nghĩ chắc chắn là sẽ có những cái thông điệp rất là tốt trong thời gian sắp tới. Và kính thưa quý vị, nếu những khán giả nào của Việt Faith TV ở Sydney hoặc ở những tiểu bang khác chưa có cơ hội thăm viếng chùa Trúc Lâm, thì quý vị có thể bất cứ một lúc mà khi nào chúng ta có thời gian, đặc biệt là vào cuối tuần và những cái ngày sinh hoạt của chùa, chúng ta có thể ghé qua để mà chiêm ngưỡng những cái công trình kiến trúc có thể nói rất là đặc biệt. Nó mang một nét rất là Phật giáo theo nhận xét của Kim Hoàng, gần gũi với cộng đồng người Việt, văn hóa người Việt, đặc biệt chiêm ngưỡng cái bức tượng Phật có ba mặt mà thầy mới vừa nói, từ cái kích thước ba thước ngay từ đầu, vô tình nó làm sai kích thước còn hai thước tư, nhưng lại là một kiệt tác để mà có được một cái vị trí rất là đẹp như chúng ta đang thấy trên màn ảnh, cũng như tứ vị thiên vương xung quanh Kim Hoàng và thầy, là những cái sự linh thiêng bản thân thầy cũng không thể giải thích được. Nhưng mà nếu mà quý vị có những cái nhu cầu gì đó đến để mà cầu xin với các ngài, thì Kim Hoàng nghĩ rằng phần nào cũng giúp cho chúng ta đỡ được cái áp lực trong cuộc sống. Con rất cảm ơn những thông tin, những chia sẻ của thầy. Trước khi chúng ta chấm dứt chương trình phóng sự đặc biệt này, không biết là thầy có những gì muốn gửi đến cho khán giả của Việt Faith TV, những người nào chưa đặt chân tới, chưa có cơ hội đặt chân đến ngôi chùa Trúc Lâm hay không, thưa thầy? Thì cũng xin là mời tất cả quý vị có duyên với Phật thì cũng một lần ghé qua chùa Trúc Lâm để cho biết, rồi lễ Phật và cầu nguyện để tạo duyên cho mình điều lành, điều tốt. Cho dù người đó là Phật giáo hay không Phật giáo, thì thế giới này cần hòa bình, cần tốt đẹp, thì chính bản thân mỗi người cũng phải tốt đẹp trước. Đó là cái điều mong muốn của thầy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng thiện Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni, chùa Trúc Lâm hôm nay có duyên sự, chúng con xin đầu thành đảnh lễ tạ Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch quý ngài, thật là vô cùng hạnh phúc, chư tăng câu hồi đạo tràng Trúc Lâm hôm nay đã được hoàn thành, chúng con xin tiền thành đảnh lễ cung thỉnh quý ngài quán lâm lễ đài để chứng minh cho sự thành công của đạo tràng Trúc Lâm chúng con. Giờ này là đã đến giờ thành lễ, chúng con xin cung thỉnh trong buổi lễ cung thỉnh Hòa Thượng Thượng Bảo Hòa Lạc Hội Tụ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hạ Ngoại Úc Đại Lời Tân Tây Lan Ban Ngạo Từ.
chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tịnh Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ, có trúc từ của bốn phái. Nam mô Tịnh Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chào mừng sự hiện diện Quang Lâm và chứng minh cùng tham dự của chư liệt vị tôn đức tăng ni đến từ khắp nơi trên các quốc gia xa xôi cũng như trong quốc nội và đồng thời các tiểu bang của nước Úc đã vân tập đông đủ về đây để cùng chứng minh và tham dự chương trình đại lễ khắc băng cánh tành. Chúng con sẽ hân hoan chào mừng và sẽ có được trân trọng giới thiệu chư liệt vị đến cùng toàn thể quan khách và Phật tử hiện diện trong chương trình đại lễ hôm nay. Tiếp theo chương trình, chúng con xin cung kính trân trọng cung thỉnh chư liệt vị hân hoan hỷ khởi thân vui lòng đứng lên, chúng ta cùng nhau trân trọng cử hành lễ chào Phật giáo kỳ. Con xin được cung kính giới thiệu đến quý vị Hòa Thượng Thích Bảo Hà, Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại tại Quốc gia Đại Việt Nam Tây Lan. Hòa Thượng Thích Bổn Điền, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại tại Quốc gia Đại Việt Nam Tây Lan, trụ trì chùa Huyền Quang Bên Sàng, Tổng vụ phó Tổng vụ Văn hóa Giáo dục Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại tại Quốc gia Đại Việt Nam Tây Lan, trụ trì chùa Tiến Đức ở New Zealand. Và xin được tiếp tục cung kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Thoại Châu, giám tự chùa Long Thọ Huế, Việt Nam, là bà muội của thượng tọa trụ trì Thích Tâm Linh chùa Trúc Long ở Tây Thang. Sư cô là em gái ruột của thượng tọa Tâm Linh. Chúng con xin đảnh lễ cung kính chư tôn thiền đức tăng ni Quang Lâm đại lễ khánh thành. Chúng tôi xin hân hoan đón chào quý quan khách và quý đồng hướng Phật tử về tham dự đại lễ hôm nay. Rồi một ngày như nhân duyên đã đến, ông Trúc Lâm, tức là Hòa Thượng Thích Mật Kiệt, với hình nghi định đạt, dung mạo tráng nghiêm, ông đã bảo ban khai đạo cho con trở thành một chủ tiểu ở chùa. Năm tháng trôi qua, tướng rau đổ nhật, đàm bạc với ruộng vườn. Chúng con trôi nổi đỏ đây từ Trung vào Nam 1982. Rồi phải vượt biên trong giai đoạn bị thanh lọc 1989. Và cuối cùng được định cư tại xứ Úc này 1991.
thì đến năm 1995 mới mua được căn nhà đầu tiên ngay tại chỗ này. Là nhờ vào sự hộ trì tam bảo của các Phật tử còn lưu lại sinh hoạt hàng tuần, những Phật tử công phu kinh kệ hàng đêm, những Phật tử xa gần còn vững sáng niềm tin nơi Phật Pháp. Chúng con biết rằng mọi sự hoàn thành mỹ mãn hôm nay đều nhờ vào sức giá trị của tam bảo, có sự thần long che chở của hộ pháp Già Lam, có sự giúp đỡ âm thầm của chư vị hương linh, âm linh quả vạn. Có thể nói rằng đó là đối với chị Trúc Lâm thì tôi và bà xã của tôi có mặt ngày hôm nay có một cảm tình đặc biệt. Những lời tôi nói ngày hôm nay là những lời nói từ trái tim, là bởi vì một cách chân thành mà nói, mặc dầu tôi và bà sợ tôi là đi cũng nhiều chùa và chúng tôi là đệ tử của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, nhưng mà chúng tôi quy với Ngài, nhưng mà về thời phía chùa mà chúng tôi thích nhất là chùa Trúc Lâm. Và ngày hôm nay chúng tôi nói vài lời tâm tình như vậy để chia sẻ niềm vui của Thượng Tọa, niềm vui của chúng tôi, và tôi biết chắc chắn là niềm vui của tất cả những Phật tử hộ trì tham bảo ở trong cộng đồng người Việt của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Hòa Thượng Chứng Minh, kính bạch chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính bạch Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Trúc Lâm, kính thưa quý vị quan khách quý, kính thưa chư thiền nam tín nữ. Hôm nay ngày 16 tháng 9 năm 2018, trước đào tràng trang nghiêm kính cẩn, đệ tử chúng con rất độ vui mừng vì có được ngôi chùa mới mà lòng khao khát và ước vọng đó từ lâu, giờ đã tròn đầy hiện thực. Chúng con xin chân thành cung kính đê đầu đảnh lễ tiếp đón sự quang lâm của chư Tôn Hòa Thượng Thường Tòa Đại Đức Tăng Ni, và trân trọng kính chào chư hiệp vị quán khách quý cùng chư thiền nam tín nữ đến tham dự ngày đại lễ khánh thành chùa Trúc Lâm, tòa lạc tại trung tâm thành, gần trung tâm thành phố Melbourne, New South Wales, Australia. Được tràn ngập niềm vui tròn đầy mơ ước, con xin được Phật nói lên cảm tưởng chung của toàn thể Phật tử chùa Trúc Lâm. Chùa Trúc Lâm chúng con đang soạn mình dọc mạnh vươn lên giữa bầu trời tuyết xuân về trong nắng ấm, ân hiền hình hài kiến trúc qua phong thái sắc nét cổ truyền của cổ đô ngàn năm văn vật. Quê hương chúng con cách xa đường về diều vời, đã có thời gian dài kể từ khi tâm thành khởi nguyện của Thượng Tọa Trụ Trì và toàn thể đạo hữu chúng con cho đến ngày ngôi chùa được xây dựng thành tựu viên mãn như hôm nay. Trong thời gian qua thì có những cái nguồn dư luận từ phía Phật tử cũng như là những người không phải là trong cộng đồng Phật giáo của chúng ta, với cái con số 70 ngôi chùa thầy mới vừa nêu lên trên toàn liên bang Úc Châu thì nhiều người cho rằng cái con số đó nó cũng là tương đối nhiều so với lại cái nhân số người Việt ở nước Úc. Thì
theo thầy thì vẫn nên tiếp tục có thêm nhiều cái ngôi chùa nữa, hay là Phật pháp có nên tập trung vào những cái vấn đề khác ngoài việc xây chùa hay không, thưa thầy? Dạ, A Di Đà Phật. Người đời người ta nói là trăm người bán thì vạn người mua. đối với cái dân số người Việt chúng ta ở đây là khoảng là hiện bây giờ là khoảng 350.000 người Việt, và đối với người Việt Nam thì khoảng 80% là Phật tử, 80% là Phật tử, thì 70 ngôi chùa đó cũng vẫn không đáp ứng được cái nhu cầu tín ngưỡng của người Việt Nam tại đây. Cho nên chúng ta không có phải lo lắng là tại sao quá nhiều ngôi chùa. Tức là mỗi người có một cái nhân duyên, mỗi người nhân duyên khác nhau. Ví dụ như ở cái vùng Karamasta là người ta nói là sớm chùa, bây giờ là sớm chùa rồi. Ở bên California miền Nam, ở vùng Westminster cũng gọi là sớm chùa, tại quá nhiều chùa. Nhưng mà tại vì nó có cái nhu cầu, có nhiều người thích đi ngôi chùa này mà người ta không thích đi ngôi chùa kia, thì cũng tùy theo duyên thôi, tùy duyên mà để mà hóa độ thôi. Cho nên là chư tôn đức mở những cái ngôi chùa để mà theo cái nhu cầu tín ngưỡng. Chứ còn mà nếu mà một mình tu thì không có cần phải mở chùa. Cách đây mấy năm thì chúng tôi có nghe cái cuộc phỏng vấn của Hòa thượng Minh Tâm. Hòa thượng Minh Tâm bây giờ đã viên tịch rồi, ngài là khai sơn cái chùa Khánh Anh ở bên Pháp Quốc. Ngài cũng là cũng bị người này nói người kia nói là tại sao ngài xây cái ngôi chùa nó quá to đi. Chùa Khánh Anh ở tại Paris, Pháp Quốc là ngôi chùa lớn nhất của Âu Châu. Và quý vị biết là Hòa Thượng xây cái ngôi chùa đó là gần 20 triệu đô la. Và phải gây quỹ, phải làm tất cả mọi việc, rồi mượn nợ hội thiện. Hội thiện tức là Phật tử cho mượn nợ nhưng mà không có lấy tiền lời. Thì cuối cùng thì ngôi chùa cũng hoàn thành để mà đem lại cái sinh hoạt cho cộng đồng Phật tử ở tại Âu Châu. Thì tại Úc Châu chúng ta cũng vậy, 70 ngôi chùa cũng không có phải cái gì là nhiều, thưa chị. Vâng, và câu hỏi cuối cùng, thưa thầy, chúng ta đang ở vào giai đoạn tháng 9 dương lịch năm 2018, thì kể từ tháng 9 cho tới cuối năm, Giáo hội Phật giáo có những cái hoạt động gì cụ thể hơn để chúng ta có thể chia sẻ với quý khán giả, và khán giả có thể cùng tham dự hay không, thưa thầy? Dạ, dạ. Cảm ơn chị Kim Hoàng đã hỏi câu hỏi này. Từ đây cho tới cuối năm thì giáo hội chúng ta có một cái Phật sự quan trọng là khóa tu học Phật Pháp Úc Châu kỳ thứ 18 được tổ chức tại Adelaide, Nam Úc. Khóa tu này là khóa tu của giáo hội trên toàn quốc, cho nên từ ngày 27 cho tới 31 tháng 12 2018. Khóa tu học năm nay thì được Thượng tọa Viên Trí, trụ trì tổ đình chùa Pháp Hoa Nam Úc, là đứng ra làm trưởng ban tổ chức, cũng như là quý Phật tử ở nơi đó đảm nhiệm cái phần hành tổ chức cái khóa tu học này ở tại địa phương. Thì nhân dịp này chúng tôi xin kính mời quý Phật tử đồng hương ở trên toàn Liên bang Úc Đại Lợi quan hỷ liên lạc về những cái ngôi chùa địa phương trực thuộc giáo hội để đăng ký tham dự khóa tu học này, liên lạc các cái tự viện đăng ký càng sớm càng tốt. Tại vì cái số lượng theo thầy trưởng ban tổ chức thông báo thì năm nay chỉ giới hạn là 350 Phật tử thôi. Thì đây là một cái cơ hội để cho quý Phật tử về để tham dự tu học trong 5 ngày trong cái dịp lễ nghỉ lễ Giáng sinh và Tết Tây. Kính chúc quý vị một ngày cuối tuần vui khỏe an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con cảm ơn thầy. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Bản thân chúng tôi là vừa là sư huynh mà cũng là hướng đạo sư của thầy trụ trì Phẩm Minh. Thầy trò rất là gắn bó nhau ngay từ nhỏ. Mỗi lần bên này mà thầy Tâm Minh thở đó thì bên chùa Từ Đàm chúng tôi cũng thở. Chúc mừng, chùa này thì nhỏ hơn chùa thầy mắc nợ, nhưng mà thầy có cái gan
gắng hơn. Xây xong 1 triệu 250 ngàn, chùa thầy cùng 1 triệu 250 ngàn. Nhưng mà ông mặc nợ được 500 đó, thầy mặc nợ 300. Khi bước xuống ngôi chùa này á, chúng tôi chưa vô lại Phật, mà chúng tôi đi quanh hết tất cả những nơi mà thầy kiến tạo, vô cùng tâm phục, khẩu phục. Một người rất là nhỏ mà chịu khó mang những khối đá chạm trổ như thế, không được đâu. Thật tình mà nói, thầy trò chúng tôi tương đắc ghê gớm. Ra ngoài này chúng tôi mong phải chúng tôi là vàng hoặc tạm anh em. Bản thân chúng tôi là đầu, đang ăn. Nhưng mà thưa quý vị và thầy có thưa với quý thầy, làm chùa khó nhưng không khó bằng giữ chùa. Thầy Tâm Minh là một trong những người thầy bảo lãnh trong danh sách. Không biết lý do sao mà Mỹ nó chê mà đẩy qua Úc. Khi mà nghe vấn đề ra hải ngoại là chúng tôi làm giấy tờ liền. Nhưng mà không được ai của hẹn. Một ông thì đi qua Thụy Điển, một ông đi qua Đức, rồi ở Úc, rồi một ông đi qua Pháp, là thờ Hòa Thượng Thanh Thiền. Cho nên chúng tôi đi bỏ quê hương ra rất là sớm. Mà tôi mừng nhất là được gặp tất cả những khuôn mặt vui vẻ của đồng bào chúng ta, Phật tử, đồng hương. Vì chúng ta có được 3 cái tam đồng. Thứ nhất là đồng hương, Việt Nam hết phá không? Thứ hai là đồng trùng, là da vàng mũi tẹt hết. Thứ ba là đồng đào, chúng tôi là người, chúng ta là người con của Phật. Vì vậy chúng ta vui vẻ nhất, dù đi đâu đi nữa chúng ta cũng có được cái tam đồng. Đó là điều vui vẻ nhất. Vì vậy chúng tôi chỉ đứng dậy có một đôi lời với tư cách một người ấn tượng của thầy Tâm Minh, là xin tán dương tất cả công đức vô lượng quý vị bằng cách này bằng cách khác mà hỗ trợ cho ngôi chùa, mà đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Úc đầy lời Tân Tây Lan ngày đêm chú nguyện sách tấn dưới hình thức này, dưới hình thức nào, để thầy Tâm Minh đầy đủ bằng lãnh làm được ngôi chùa. Ngôi chùa Trúc Lâm cũng là một ngôi chùa lịch sử ở thời cố đô Huế, mà sư phụ của các vị ở đây và thượng tín nghĩa là Tâm Minh đã dạy công giáo dưỡng cho các thế hệ kế thừa của mình, không những ở trong nước mà ra nước ngoài cũng thừa hành thực sự như vậy. Thì trong việc thực hiện để xây kiến tạo một ngôi chùa đòi hỏi 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Có nghĩa là thời cơ đã đủ chín muồi chưa để xúc tiến việc xây cất như qua sự trình bày khi nãy tới giờ. Và địa lợi, khu đất này có đủ diện tích để mở rộng hay không? Vì vậy mà vì chủ công trình phải mua thêm để tạo cái phương tiện cho có cái địa thế thích hợp, vừa tầm vóc cho hội đồng thành phố có thể chấp sự thuận để xây dựng một ngôi già làng. Và nhân hòa, ở trong đó tất cả thầy trò và tất cả các ban bè khác có đồng lòng hợp ý để mà tiến tới việc thành tựu được một ngôi già làng hay không. Đó là 3 điều chắc chắn là phải hội đủ mới thành tựu được như ngày hôm nay. Dạ, nhìn máy ảnh chứ đừng có nhìn người chụp ảnh thưa thầy ạ. Thượng tọa Tâm Minh của chúng ta, ngài là thường là sáng chủ gia trì cho là đang ngồi trong cái những cái đàn chánh tế, cho nên là con nghe chúng con đã tặng cho ngài con là 8 cái chữ này để thưa lại quý vị Phật tử hiểu như vậy. Xin đảnh lễ tri ân giáo hội đã có tình nghĩ đến chùa Trúc Lâm mà đã làm một cái bản tạm rồi, nhưng mà nó chưa đến, như vậy là mình phải làm thêm một cái chùa nữa.
Được thành thành và phải đẹp. Dạ được. Dạ xin được chân thành cảm ơn thầy Viên Trí. Và mời đạo hữu Tâm Yên và Chánh Minh Siêu. Nhị vị đạo hữu Tâm Yên và Chánh Minh Siêu, chúng tôi xin mời cá nhân của những vị đạo hữu có tên sau đây. Xin trân trọng kính mời đạo hữu Diệu Quảng, Diệu Thu. Thưa quý liệt vị, ban tổ chức đại lễ khánh thành chùa Trúc Lâm chúng con xin thành kính niệm ân chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni từ nước ngoài đã không ngại tuổi già sức yếu, đường xá xa xôi, Phật sự bề bộn, nhưng quý ngài cũng thương tình lặn lội đến đây để chứng minh tham dự đại lễ. Chúng con xin thành kính niệm ân chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni tại giáo hội Úc Châu đã không từ lao nhập Phật sự đa đoan, gác qua những sinh hoạt của bổn tự địa phương, mà quý ngài đã vì tình linh sơn nghĩa pháp lữ thân hành đến đây để chứng minh tham dự đại lễ. Chúng tôi xin ghi nhận công đức của quý vị quán khách, quý thiện nam tín nữ đồng hương Phật tử xa gần tại Sydney và cả tiểu bang đã bỏ thì giờ quý báu, bỏ cả công việc gia đình để về đây tham dự đại lễ. Chúng tôi cũng xin ghi nhận công đức các nam nữ Phật tử từ trước đến nay và sẽ còn tiếp tục mai sau đã phát tâm công quả công phu chấp lao phục dịch, nấu nướng ăn uống, quét dọn khuấn vác, tất cả mọi công việc từ nặng đến nhẹ cần đâu thầy nhờ đó, luôn luôn sẵn lòng hỗ trợ công việc của chùa một cách tích cực. Chùa Trúc Lâm cũng xin ghi nhận công đức sư cô Thích Nữ Giác Anh, luật sư Đào Tăng Dực, luật sư Đăng Phượng Nguyện, kỹ sư Nguyễn Đăng Minh, kỹ sư Jan Clemensen, kế toán viên Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Tiến. Quý vị này đã phát tâm giúp chùa trong lĩnh vực chuyên môn của mình hoàn toàn miễn phí. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, Kim Hoàng hiện đang đứng trong khuôn viên chùa Trúc Lâm tại Ben Sao. Và ngày hôm nay sau nhiều tháng khởi công xây dựng thì ngôi chùa Trúc Lâm đã được hoàn mãn. Và ngày hôm nay cũng là ngày mà quý thầy cắt băng khánh thành để mà tất cả quý Phật tử có thể vân tụ về chùa chung vui với quý thầy trong cái ngày có thể nói là một niềm vui khi mà một ngôi chùa lại vừa mới được hoàn thành. Và hy vọng trong cái phóng sự đặc biệt này thì quý vị cũng thấy được những cái nét đặc đáo của một cái ngôi chùa, nó mang một cái kiến trúc rất là Việt Nam, rất là Huế mà Kim Hoàng cũng như Vietfay TV muốn được gửi đến cho tất cả quý vị.